Trong buổi Language Builder ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một từ vựng khá là phổ biến và rất là hữu dụng trong cái bài Writing Task 1 và phổ biến trong tất cả các dạng biểu đồ mà các bạn có thể áp dụng vào. Đó là từ respectively. Respectively có nghĩa là theo thứ tự đó, và chúng ta sẽ tìm hiểu cái áp dụng của từ này. Đầu tiên là các bạn nên hiểu được lý do tại sao các bạn nên học từ respectively. Và mình sẽ đưa ra một lý do duy nhất, và khi đọc xong cái lý do này các bạn sẽ muốn học nó luôn. Lý do đó là nó rất là đơn giản. It is really, really easy. Cho nên là chẳng có lý do gì mà các bạn lại không học từ này trong cái bài Writing Task 1 của mọi người cả. Ok, vậy thì biết được cái động lực mà học cái từ này rồi, các bạn sẽ học, sẽ tìm hiểu tại học nó dùng như thế nào. Mình sẽ đưa ra một cái ví dụ mà nó hơi đời sống hơn một tẹo. Và trong đời sống thì không bao giờ dùng từ respectively cả. Câu ví dụ đó là: tôi có 1 triệu đồng, I have 1 million và he has 2 million. Giả sử như là mình muốn ghép từ I và he vào là một vế, và 1 và 2 vào cùng là một vế, thì mình sẽ có một câu như sau: I and he have 1 and 2 million respectively. Viết như thế này người ta vẫn hiểu được là tôi có 1 triệu và anh ấy có 2 triệu. Tại sao? Bởi vì respectively có nghĩa là theo thứ tự đó, có nghĩa rằng là tôi thì đứng ở vị trí số 1 thì, và cái từ 1 này cũng đứng ở vị trí số 1. Vì vậy người ta sẽ hiểu cái từ 1 này sẽ đi với tôi luôn. Và he đứng ở vị trí số 2, 2 đứng ở vị trí số 2. Và người ta sẽ hiểu từ 2 này đi với cái từ he. Như vậy là không có nói trực tiếp, nhưng người ta vẫn hiểu tôi có 1 triệu và anh ấy có 2 triệu. Và các bạn chú ý là khi đưa số liệu là cái vị trí của danh từ là rất quan trọng. Bởi vì nếu mà các bạn đảo cái từ I và he lại, thì người ta sẽ hiểu là tôi có 2 triệu và anh ấy có 1 triệu ngay lập tức. Cho nên là cái vị trí của cái từ and này rất là quan trọng. Vì từ respectively có nghĩa là theo thứ tự đó. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang một cái ví dụ mà nó nghiêm túc hơn một tẹo. Mình có 1-2 câu như sau. Chi tiêu của Pháp và Anh vào vấn đề nước hoa. Chúng ta có bảng biểu đồ như sau. Cả Pháp và Anh thì chi tiêu vào nước hoa khá là khiêm tốn, khá là thấp. Cho nên là chúng ta có thể miêu tả là Pháp và Anh chi tiêu khá là ít và đưa vào số liệu. Vậy thì nếu mà không dùng từ respectively, các bạn sẽ nói một câu như sau. Expensive on perfume in French was low with 200,000 và tương tự với 150,000. Nhưng mà cái câu này có thể ghép vào là một như sau. Expenses on perfume in French and UK stood at the lowest position with 200,000 and 150,000 respectively. Thực ra cái này không phải là thấp nhất, mà là chỉ là thấp thôi. At the low position, thế là đủ rồi, bởi vì nó không hẳn là thấp nhất. Ok, vậy thì người ta sẽ hiểu đó là các bạn vừa miêu tả cả hai sự kiện vào cùng một câu và đưa số liệu và 200,000 này vào nước Pháp và số liệu 150,000 về vào nước Anh. Bởi vì cái thứ tự mình sắp xếp là thứ nhất và thứ hai, như mình vừa trình bày. Ok, mình có một cái ví dụ thứ hai, và ví dụ này các bạn có thể luyện tập. Đó là miêu tả nước Anh và nước Nhật về vấn đề thực phẩm, về chi tiêu trong thực phẩm. Mình có một câu như sau. Chi tiêu của Anh. Đây. Chi tiêu của Anh vào thực phẩm và chi tiêu của Nhật vào thực phẩm. Tại sao mình lại ghép Anh và Nhật vào là một vế? Bởi vì là Anh và Nhật thì về thực phẩm họ chi tiêu nhiều nhất, trong khi đó thì Mỹ và Canada thì chi tiêu của họ nó khá giống nhau. Cho nên là trong bài viết mình sẽ miêu tả Anh và Nhật, Anh và Nhật vào cùng một câu và dùng từ respectively. Và cái câu số 2, và mình sẽ miêu tả nước Mỹ và nước Canada. Thì cái cách tư duy mình sẽ nói kỹ hơn trong bài sau. Nhưng mà trong bài này thì các bạn, nhiệm vụ của bài tập của các bạn đó là đưa ra thông tin về chi tiêu trong thực phẩm của nước Anh và nước Nhật dùng từ respectively. Từ này nó cũng khá là viết dễ viết thôi, cho nên là các bạn cẩn thận đừng có viết sai chính tả nha. Cái từ này mà có viết sai chính tả thì rất là đáng tiếc vì nó dùng khá là nhiều. Ok, vậy thì đó là bài tập của các bạn. Mình hy vọng các bạn comment trong video để mình có thể chữa cho từng bạn một, để chắc chắn rằng là các bạn đã hiểu đúng cái nội dung của bài ngày hôm nay. Mình hy vọng các bạn chép bài đầy đủ và luyện tập thật là chăm chỉ nha.